thở ra, tư thế tấm ván, chắc bụng nào, chắc chân đi. Sau đó hít vào, hạ gối, cằm ngực áp thảm, thở ra trườn lên rắn hổ mang. Hít vào lên chữ V ngược, thở ra bước chân phải lên. Hít vào vươn người, thở ra từ từ hạ gối, bước chân lên ép sâu vào. Hít vào lên, vươn người lên. Thở ra tiếp tục ép sâu xuống. Hít vào bước chân trái ra sau. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Cố gắng duy trì hơi thở nha. Hít vào trườn lên. Thở ra. Hít vào bước chân trái lên. Thở ra. Hít vào. Thở ra ép sâu vào. Hít vào lên. Thở ra. Vòng thứ 3. Hít vào. Thở ra ép người xuống. Hít vào bước chân phải ra sau. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào, chân phải bước lên. Thở ra. Hít vào. Rút chân. Thở ép sâu. Hít vào, vươn người lên. Thở ra. Hít vào. Bước chân trái ra sau. Thở ra. Hít vào. Tấm ván nào. Thở ra hạ gối, cằm ngực áp thảm. Hít vào trườn lên rắn hổ mang. Thở ra chữ V ngược. Hít vào bước chân trái lên. Thở ra. Hít vào, rút chân trái lên. Thở ra ép người xuống. Rồi hít vào vươn lên. Thở ra hai tay chắp trước ngực.